Em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Lăn Rừng Hàng Độc Thơ Giá Bắc Tây Nguyên. Hôm nay đã là ngày 15 tháng 8 của năm 2023. Rất vui hôm nay thì em có về được một số loại lan rừng cho hoa đẹp và giá trị. Thì hôm nay thì em về được một số loạt siêu phẩm cũng của lan rừng Tây Nguyên nhé cô chú anh chị. Thì hôm nay em về được các loại sau. Thì như phía trước các cô chú anh chị là những cái loại lan rừng mà em đã phân ra thành từng loại và đánh số hình để cho cô chú là anh chị là sưu tầm. Thì đầu tiên hôm nay của em là gồm được có về được là ba hình lan hoàng thảo trinh bạch, một cái loại lan rừng mà cho hoa năm cánh trắng và ở trong phần lưỡi của nó là có một cái chấm đỏ. Đấy. Cô chú anh chị là cứ hình dung ra tại sao gọi là lan trinh bạch, bởi vì nó năm cánh trắng này, ở phía trong lưỡi của nó có một cái vết đỏ, thì vết đỏ nó giống như một cái gì đấy. Thì là cho nên là người ta gọi là lan trinh bạch, và hoa thằng này cực kỳ là thơm nhé cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang có 3 siêu phẩm. Thì đầu tiên là một cái hình số 1 này là nguyên bản này, hình số 2 là cũng nguyên bản này, hiện tại là nó đang có nụ, và hình 3 cũng là nguyên bản nhưng mà nó có thêm một cái rề rời. Đấy. Thì đấy là loại đầu tiên là lan trinh bạch. Loại thứ hai là em có được là một dề lan giáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Thì đây là một cái dề là cực kỳ là siêu đẹp không cô chú anh chị, là một cái dề là xếp rụt rịt và bản lá nó từ 5 sen đến 5 sen rưỡi. Đấy. Loại thứ ba đó là lan thanh đạm kim anh, một cái giống lan mà hoa cũng rất là đẹp và thơm. Đấy, hoa nó như một cái chú bướm á. Đấy. Đấy là loại thứ tư. Và loại thứ năm là loại thứ tư là em có được hai hình lan kiếm hồng lan, một cái giống lan kiếm lá mềm, hoa đẹp và hoa cực kỳ là dài luôn, cần hoa của nó dài tới 1,5 m của kia cô chú anh chị. Đấy. Và loại thứ năm là em có một cái combo đó là kim điệp xuân và lan hoàng lạp, hay còn gọi là hoàng lan sơn thủy tiên. Đấy. Và loại cuối cùng là em có được những khúc nguyên bản lan căn diệp, một cái giống lan mà hoa cực đẹp và dễ thương, cứ đến mùa là nó ra hoa thôi. Và độc lạ nhất là loài lan này là không thân không lá, nó chỉ sống dựa vào bằng bộ rễ và quang hợp đúng bằng bộ rễ luôn thôi. Đấy. Thì hôm nay là em có các loại trên, thì cô chú anh chị là muốn sưu tầm hình nào thì là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề là 0965 611 179, hoặc là cô chú nhắn qua Zalo nhé. Đấy, thì để đầu tiên này thì em sẽ xin phép là giới thiệu cái loại đầu tiên đó là lan hoàng thảo trinh bạch, một cái giống lan rừng mà hoa cực kỳ là đẹp và thơm. Đấy. Thì đây để cô chú anh chị ngắm hoa của nó một lần. Đây. Đây là cái mặt hoa của lan trinh bạch nha cô chú anh chị. Thằng này hoa thơm lắm, em có một giỏ ở trên giàn mà hoa cực kỳ là thơm luôn. Hoa nó lâu tàn nữa, nó phải 1 tháng nó mới tàn mà hoa thơm lắm. Đấy. Thì đây là cái hình số 2 này, cái nguyên bản số 2. Còn đây là nguyên bản 1. Thì đầu tiên là nguyên bản số 1 này cô chú anh chị. Thì nguyên bản số 1 có giá là hình số 1 có giá là 400. Đây. Đây là một cái khúc nguyên bản. Đấy. Gỗ mục rồi đây. Đấy, cô chú anh chị nhìn cái rề này. Rất là nhiều thân luôn nhá. Đấy, đáng tiếc là cái rề này mà còn hái thì nó gãy mất hai cái đầu ngọn của hai cái thân mầm tơ, thì nó còn lại được một thân tơ này, hai thân tơ và ba thân tơ này. Chú anh chị nhìn cái thân tơ này cực kỳ là đã. Hiện tại thì nó cũng đang có nụ đây. Đấy, đang có nụ này. Đặc điểm cái thằng này là ra nụ ở trên đầu ngọn và ở bên nách lá. Đấy, đang lên nụ đây. Đấy. Hoa thằng này thơm lắm của chú anh chị ơi. Nó chỉ cần hai hoặc ba bông ở trên một cái thân tơ thôi là nó cũng đủ là thơm cả nguyên một cái khu vườn rồi. Đấy, này. Thế cô chú anh chị nhìn thân già là nó vẫn ra hoa bình thường nhá. Đấy, thân già này, thân già nó ra hoa các cái mùa trước rồi nó vẫn ra bình thường này. Đấy. Thì đây là cái nguyên bản hình số 1. Đây là nguyên bản hình số 1. Có giá là 400 ngàn cho cái hình này. Đấy, rất là nhiều thân nha cô chú anh chị. Đó. Hình số 1. Hoàng thảo trinh bạch có giá là 400.
Đấy, đang nụ này, về và cô chú anh chị là có thể là được ngắm hoa luôn. Đấy, thân tơ rất là nhiều. Đấy, thân tơ thì được 4 thân tơ. Ý nghĩa là 6 thân nhưng mà gãy mất 2 thân rất là phí. Đấy, 2 thân rất là phí. Đấy, đây là cái máng dề của nó. Đấy, đây là cái máng dề của hình số 1 nha cô chú. Hình số 1 của lan hoàng thảo trinh bạch có giá là 400 ngàn. Đấy. Đây, đây là hình số 1. Rồi em qua hình số 2 này. Hình số 2 thì có giá là 300 rưỡi. Đây, hình số 2 có giá 300 rưỡi đây. Đây, hình số 2 thì nó có một thân tơ này, hai thân tơ này. Và này, cô chú anh chị nhìn này, nụ lên rất chìa chi chít này. Cái thằng này thì là mỗi khúc gỗ nguyên bản luôn, đây. Đấy. Nhẽ ra thằng này thì em để là cũng là 400 nhưng mà do cái cục gỗ này nó nặng quá thì em giảm xuống 50 để cho cô chú anh chị là còn thanh toán được tiền ship đấy. Thì tất cả các cái đơn lan thì là chưa bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Thì phí vận chuyển là sẽ do đơn vị họ thu và cô chú anh chị là thanh toán tiền lan kèm theo đó là phí vận chuyển. Đấy. Thì phí vận chuyển thì nó sẽ có giá là khoảng tầm 30 ngàn cho một đơn hàng. Đấy, có khi là nếu cục nào mà nó có cái dề nào mà nó lớn hoặc nó to, nó nặng thì là nó sẽ giá cước nó sẽ lên một xíu nhá cô chú anh chị. Nó không không nằm cước ở chỗ giá 30 ngàn nữa. Đấy, thì đây là cái hình số 2 của Lan Hoàng Thảo Trinh Bạch. Đấy. Hình số 2 của Lan Hoàng Thảo Trinh Bạch có giá là 400 nha cô chú anh chị. À quên, có giá là 300 rưỡi cho hình số 2 này. Đấy. Hình số 2 của Lan Hoàng Thảo Trinh Bạch có giá là 300 rưỡi. Rồi em qua hình số 3 này. Hình số 3 thì có giá là 100 rưỡi. Hình số 3 có giá là 100 rưỡi. Thì nó có một dề rời này, dề rời thì cũng đang có nụ này. Một dề rời này. Đấy. Và một cái khúc nguyên bản này, khúc nguyên bản này thì gồm 3 dề. Đây. Cái khúc này thì 3 dề. Về cô chú anh chị ở ghép thêm cái dề rời vào nữa. Đấy. Này. Đấy. Đây. Nhỏ thế này mà cũng đang có nụ rồi đây. Đây. Đây là hình số 3 nhá. Hình số 3. Hình số 3 của Lan Hoàng Thảo Trinh Bạch đây cô chú anh chị nhá, gồm một nguyên bản và một dề rời. Đây, một nguyên bản và một dề rời. Giá là 100 rưỡi. Tiếp theo là em qua cái hình số đánh lộn số rồi. Thôi hình số 5 đi. Hình số 5 của Lan Giáng Hương Tam Bảo Sắc hoa vàng. Đây. Nó có thể là ra hoa như thế này nhá cô chú chị. Đây, nó có thể ra hoa như thế này. Đấy. Hoa như thế này. Đấy, em bảo sắc hoa vàng. Thì hình số 5 của Lan Giáng Hương Tam Bảo Sắc hoa vàng có giá là 300 rưỡi. Thì ở đây là nó là gồm là được một một khúc nguyên bản này. Đây, cái khúc này nó mục rồi. Về của chú anh chị là phải thay và ghép lại thôi. Đây. Chú anh chị nhìn cái cần hoa của nó này. Năm nay nó ra được 3 ngồng hoa. Đấy, 3 ngồng hoa. Mà này, lá xếp rụt rịt luôn. Đây, chú chị nhìn đây, có thể thấy đây. Đấy, cực xếp cực đẹp nha, xếp cực đẹp luôn. Và em xin nó đặc điểm thằng này nữa, đó là bản lá 5 sen, 5 sen rưỡi em đo rồi đấy, 5 sen đến 5 sen rưỡi đấy. Một cái cây xếp rụt rịt luôn, quá siêu đẹp. Thì nó có còn là kèm thêm một cây xếp đây nữa đấy. Đấy. Thì là hình số 5 của Lan Giáng Hương Tam Bảo Sắc này thì là gồm một nguyên bản và một cây rời cũng là xếp. Đây. Cây này cũng xếp rụt rịt luôn nhá. Đấy. Em thích nhất là cái thằng này này. Xếp mà đúng xếp kinh khủng luôn. Đấy. Phải gọi là giống nó như thằng nó xếp giống như thằng Hoàng Nhạn 4N luôn ấy. Lá to lắm. Lá to 5 sen cơ mà, 5 sen, 5 sen rưỡi và lá dày. Đấy, những chị nhìn này. Đi rất là đẹp này. Đấy. Vòi hoa này. Đấy, cực kỳ là đã luôn. Thì hình số 5 của Lan Giáng Hương Tam Bảo Sắc hoa vàng này có giá là 300 rưỡi nha cô chú chị. Tiếp theo là em sang cái hình số 6, hình số 6 là một cái mảng dề của Lan Thanh Đạm Kim Anh. Đây.
Đây là hoa của lan thanh đạm kim anh đây, hoa cực đẹp luôn, hoa thằng này thơm lắm. Đấy, đây là hoa của lan thanh đạm kim anh nha các anh chị. Này, chị nhìn cái máng dề này. Đấy. Máng dề này. To. Đây. Đây hình số 6 của lan thanh đạm kim anh này có giá là 250 nha các anh chị. Đây. Cái máng dề nó đây. Đó. Cực to, cực đẹp. Thằng này về cô chú anh chị đúng là có một cái miếng lũa ấy thôi là mình ốp trực tiếp vào trong này luôn, ốp trực tiếp vào trong cái máng dề này luôn. Đấy, nhìn này. Đấy. Xum xuê luôn. Dề này siêu đẹp luôn. Đó. Đấy, thằng này siêu đẹp luôn. Dề này nó ôm tròn rất là đẹp. Thằng này ôm tròn rất là đẹp luôn. Đấy. Đây. Rồi hình số 6 của lan thanh đạm kim anh. Giá là 250 nha các anh chị. Hình số 6 của lan thanh đạm kim anh có giá là 250. Tiếp theo là em qua hai hình lan kiếm hồng lan này. Kiếm hồng lan. Đây, đây là hoa của lan kiếm hồng lan. Thằng này hoa cực đẹp và thơm và hoa nó lâu tàn. Hoa của nó thì rơi vào khoảng tháng 12 đến tháng 3 dương lịch nhá cô chú anh chị. Và cần hoa thằng này nó dài đến 1,5 m. Và cái thằng này về cô chú anh chị là trồng y hệt như kiếm lá cứng, là vỏ thông lớn và vỏ thông vụn thôi. Đấy. Có sư dừa hoặc vỏ thông à, vỏ vỏ lạc khuôn nữa thì cũng được. Đấy. Và đây là kiếm hồng lan. Đấy. Thì cô chú anh chị nhìn thì nó đang rất chi là xấu đúng không? Nhìn nó lá liếc các thứ rất là xấu, nhưng mà quan trọng là cái củ. Cái củ của nó hiện tại thì là đang lên mầm rất là nhiều. Đấy. Thì em qua hình số 7 của lan kiếm hồng lan này. Hình số 7 của lan kiếm hồng lan có giá là 170 ngàn. Thì là nó có gồm một bụi này, một củ này. Đấy, và mầm gốc đang lên đây. Đấy. Này, đang sưng mầm gốc này. Đây nữa này. Tơ nó cũng nó đang sưng lên mầm này. Đấy, đang lên mầm đây. Một củ này. Hai này. Mầm gốc đang lên này. Đấy. Để phát hai mầm gốc luôn này. Đây, mầm gốc này. Mầm này. Đấy. Hai này. Và ba này. Thằng này cũng đang lên mầm gốc này. Đây. Gốc đang lên đây. Đấy. Đây. Đấy. Thì ba củ cho hình số 7 của lan kiếm hồng lan có giá là 170 nha cô chú chị. Ba dề kiếm hồng lan có giá là 170. Hình số 8 này. Thằng số 8 này cũng có giá là 170 luôn. Hình số 8 có giá là 170 luôn. Thì nó có một củ này. Đấy, một củ này. Thằng này thì thân tơ của nó thì cái bẹ trong này thì nó đang lên này, cho nên em không bóc ra, bóc ra sợ nó yếu. Đấy. Một này. Hai này. Đấy, măng đang lên đây. Đấy, măng đang lên đây. Đây này, ở cái mắt đây cũng đang có nữa này. Này, ở đây kiểu gì cũng có này. Đấy, thấy chưa? Đó, nếu mà bóc ra thì nó sẽ bị yếu mất, mà cái mắt này nó đang lên nữa đây này. Đấy. Nhìn có thể là nhìn nó thân mầm rất là xấu, nhưng mà các cái mầm tơ nó đang lên rất là lực. Đấy. Thôi, hai này và ba này. Ba để cho hình số 8 của lan kiếm hồng lan. Đây, đang lên mầm đây. Đấy, ba dề cho hình lan hình số 8 của lan kiếm hồng lan có giá là 170 luôn. Cuối cùng là em qua cái combo hình số 9 là gồm hai dề kim điệp xuân và một dề hoàng lạn sơn thủy tiên. Này, một dề sơn thủy tiên này. Này, thân mầm úp rụp này, lá xếp úp thìa này. Đấy, đây, một dề này. Một dề này. Một dề sơn thủy tiên này. Một dề kim điệp xuân này. Đấy.
Đấy, một dế kim điệp xuân này. A2 này. Đấy, đây là hình số 9 nhá. Có giá là 120 ngàn cho hai dế kim điệp xuân. Đấy, hai dế kim điệp xuân này về cô chú anh chị là có thể vô được một giò này. Và một dế hoàng lan này, sơn thủy tiên này. Cũng về cũng được một giò này. Đấy. Rồi, hình số 9 của combo sơn thủy tiên và hoàng lan có giá là 120 nhá. Rồi tiếp tục là em qua các nguyên bản của lan căn diệp. Đây, đây là những khúc nguyên bản lan căn diệp, một cái loài lan không lá. Thì đây, đây là mặt hoa của lan căn diệp. Thì đây là chính thức là cái hoa của lan rừng nhé. Còn hoặc là nó cũng có thể là ra thêm được cái mặt hoa này nữa. Đấy, là mặt hoa vàng chanh này. Đấy. Đấy, nhưng mà chủ đạo là nó ra cái màu hoa như thế này, là màu nâu vàng. Đấy. Thằng này thì về cô chú anh chị là cứ để như thế này và treo lên thôi. Thì loại này thì em để với giá là 40 ngàn cho một cục nha. Đấy, 40k cho một cục. Về cô chú anh chị là chỉ việc đóng đinh và treo lên thôi. Đấy, đây là những khúc nguyên bản căn diệp. Nhìn rất chia độc lạ và nhìn mà nó không có con lá, không có thân con lá, chỉ có bộ rễ thôi, rất chia hay. Đấy, một loại lan rất chia hay cho hoa đẹp và dễ thương. Đấy. Thì em để với giá là 40 ngàn cho một cục nhá, và em nhận đơn là từ 3 cục trở lên nhá. 3 cục trở lên. Đấy. Đấy. 3 cục trở lên. Hai cục trở lên. Rồi thì đây là lan căn diệp nhá cô anh chị. Thì về ta cứ thằng này cực kỳ là dễ sống, dễ trồng, dễ chăm sóc luôn. Thằng này cứ đóng đinh và treo lên thôi và tưới nước thôi là cứ đến mùa là nó ra hoa. Không cần phải chăm sóc cầu kỳ. Đấy thì là có giá là 40 ngàn cho một cục nguyên bản như thế này nhá cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị là cứ nhắn tin cho em xin tên và địa chỉ kèm theo là số lượng cục thôi, là em sẽ đóng gói hàng và gửi đi cho cô chú và anh chị. Đấy thì đấy là tất cả các cái loại lan mà hôm nay em quay lên và chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm. Cô chú anh chị muốn sưu tầm các loại lan trên thì liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề là 0965611179 nhá. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn mọi người vào các clip tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Rồi em xin chào ạ.